cái vị Phật Thích Ca, trong cái thời gian mà Ngài còn hiện hữu, còn hoằng pháp, mà vì ngoại đạo ganh ghét, đã giết một người con gái và chôn, nghĩa là ngay chỗ kế trên cái mảnh giường, ngay cái thách của Ngài. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Những cái nạn của Đức Phật, nói thật, nếu mà quý vị mà quý vị không có đủ mà tính tâm, thì quý vị sẽ bị trở ngại này, nó làm rơi rớt quý vị ngay lập tức. Rồi cái nạn mà Đức Phật bị mà nó làm cho Ngài phải bỏ khỏi cái, rời khỏi cái tịnh xá để vào ở trong rừng để mà sống 3 tháng với những cái bầy khỉ, cũng như với những cái bầy mà những bầy vật ở trong rừng. Đó là đề bà đặt ra. Một cái người mà em chú bắt ruột với Đức Phật mà vẫn còn có một cái sự trở lực mà gây chấn động trong một cái tăng đoàn như vậy, thì quý vị nên nhớ rằng bất cứ người nào, từ thiên tử tới dân, người nào cũng có những cái phiền não riêng của người đó. Thiên tử là vua thì có cái sự phiền não của vua, dân thì có phiền não của dân. Khi mà sinh vào cõi dục này thì quý vị đừng mong rằng quý vị không có phiền não. Những vị nào mà nói rằng mình không phiền não thì thầy có thể bảo đảm rằng quý vị đang vọng ngữ. Bởi vì sanh vào cõi dục, quý vị đã bị những cái nghiệp của phiền não nó trói quý vị rồi. Mà quý vị nói rằng tôi không phiền não, tất nhiên là quý vị đã tự dối lòng. Quý vị sẽ không có phiền não khi nào quý vị phải hành, phải tu, và quý vị tận diệt nó. Quý vị sẽ đạt được điều đó nếu quý vị tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Thầy muốn đêm nay thầy giảng xong cái kinh Diệu Pháp Thiên Hoa, cái phẩm này. Mô Phật. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi, bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh, đến cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện, mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiến chi lực vô sở ý của Như Lai, ắt chúng sanh chẳng có thể đó, do đó mà được độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì tất cả quý đệ chúng thấy rằng Đức Phật từ tôn vì thương xót muôn loài, Ngài muốn cứu giúp tất cả chúng sinh để thoát ra sự sinh tử luân hồi, mà để tận hưởng cái sự an vui tịch tịnh niết bàn. Tuy nhiên, nếu mà muốn chúng sinh đó vượt thoát khỏi sinh tử thì bắt buộc Ngài phải dùng mọi phương tiện thiện xảo. Nếu mà Ngài không dùng những phương tiện, chắc chắn là những chúng sinh sẽ không có thể nào mà ra khỏi được cái nhà lửa này. Chẳng hạn như bây giờ Ngài thi hiện thần thông, hay là Ngài thi hiện trí huệ, hay là những cái sức lực trí lực của Như Lai, thì chắc chắn là chúng sinh sẽ không đi nổi. Bởi vì chúng sinh thấy rằng việc làm này rất là khó, mà chỉ có cái sự dư phương tiện mình hòa quang hỗn tục gần với chúng sinh, tùy duyên để độ chúng sinh, thì mình sẽ dắt dẫn chúng sinh được. Cũng như quý vị đã thấy trường hợp của Ngài Vô Não, Ngài đã giết 999 người. Khi mà không còn ai để Ngài giết nữa, Ngài định giết người mẹ, thì chính Đức Phật đã hiện tới. Và Ngài chỉ cần có một lời nói, Ngài đã khai thị, mở khoát cái tâm của một cái người sát nhân, đưa họ trở về thành một cái bậc mà thánh nhân. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật trí tuệ và từ bi rất là nhiều. Ngài dùng đủ mọi phương tiện, hầu như trong cái cuộc đời của Ngài, để mà độ chúng sinh, Ngài dùng cái phương tiện rất là nhiều. Mà những cái phương tiện của Ngài nó đi là vào trong cái tâm lý của chúng sinh. Do đó, chúng sinh hầu như là bị Ngài
nhiếp phục, bị ngài nghĩa là làm cho cái tâm ác nó rơi rớt hết để trở về cái bản tánh chân như. Cái chỗ này là chỗ mà trí huệ của Đức Phật mà khó ai có thể sánh bằng, và cái chỗ mà nhu nhẫn đến tận cùng của Đức Phật mà khó ai có thể nhu nhẫn được. Nếu mà quý vị đã đọc qua những cái khổ nạn của Đức Phật ở trên trong cái cuộc đời truyền giáo của Đức Phật, quý vị thấy nhiều người họ nói rằng Đức Phật, làm Đức Phật là sung sướng lắm. Nhưng quý vị nên nhớ rằng sanh ra trong cõi đời này, dầu cho quý vị là vị nào đi nữa, nhưng mà cái nghiệp của lực của quý vị tận cùng nó cũng phải trở lại một lần nữa. Do đó quý vị vẫn phải gặp nạn. Đức Phật cũng gặp nạn bằng chứng là qua kinh sách ngài Đề Bà Đạt Đa, qua kinh sách 896 ngoại đạo thời đó dùng mọi phương pháp để mà vu khống ngài. Rồi cái nạn nữa là ngài phải đứng nhìn tất cả những cái dòng họ của mình, những cái thân bằng quyến thuộc của mình, những cái người dân trong cái thành Ca Tỳ La Vệ của mình phải bị vua Lu Ly nghĩa là giết chết. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mà người nào nói rằng tôi tu để mà tôi không còn một cái khổ nạn nào hết, đúng, nếu quý vị đã nhập Niết Bàn. Nhưng mà quý vị còn một cái điểm mà hòa quang và hỗn tục với mọi chúng sinh là quý vị vẫn còn nạn. Cái nạn đó nó là phước báo đối với quý vị, chứ không phải nói đúng cái nạn thì nó không phải là nạn. Đối với người tu, đối với thầy hay là đối với những vị nào mà chân tu thì đó là phước báo. Bởi vì khi mà quý vị vượt được một cái nạn là một cái phước đức nó tăng tiến lên. Bởi vì một cái nạn là một cái sự thử thách đối với quý vị. Mà những người mà không chân tu, những sự thử thách này nó sẽ làm cho những người đó rơi rớt. Tại vì những người đó chỉ là những hạt cát trước những cái sọ, trước những cái rổ mà nó sàn. Những hạt cát nhỏ sẽ bị rơi rớt hết, chỉ còn dướng lại những hạt cát lớn. Đó là những bậc chân tu họ mới có thể vượt thoát được. Những bậc Đại Bồ Tát, những bậc Thánh chúng trở lại, cũng như là Đức Phật thì các ngài vượt thoát. Còn những chúng sinh là những hạt cát nhỏ sẽ bị những cái rổ sàn đó nó làm rơi rớt trở lại. Do đó trên con đường tu học, quý vị muốn đến cái chỗ bất thối Bồ Tát, quý vị phải có một cái tính tâm kiên cố, một cái sự mà tinh tấn hành trì, chứ không thể nói đạo Phật qua cái miệng được. Quý vị nói đạo Phật qua văn ngữ, quý vị nói đạo Phật qua cái miệng, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ đến một cái trường hợp và cái tâm của quý vị sẽ bị nghĩa là phiền não, và sau cùng quý vị sẽ rơi rớt trở lại và bỏ đạo. Thầy đã thấy rất nhiều người, nhiều đem đến cái thiền viện, họ đem theo cái mền nữa, đem theo cái mền nữa, rồi họ quấn trong đó, họ ngồi suốt đêm luôn, mục đích là để mà kêu là đạt được cứu cách. Nhưng mà rồi cái nghiệp lực của nhân sinh họ chưa trả hết, họ ngồi đó trong vòng một vài tháng họ bắt đầu chán nản, rồi cái họ rồi bỏ họ đi. Rồi khi mà họ bỏ họ đi ra bên ngoài, cái họ bắt đầu gặp những cái tình cảm. Rồi từ đó đến sau, họ không còn bao giờ họ trở về cái mái chùa xưa nữa. Đó là những cái vấn nạn mà người tu phải vượt thoát điều đó. Bởi vì Đức Phật thì có nạn của Đức Phật, Thánh chúng thì có nạn Thánh chúng, phàm phu có nạn phàm phu. Nhưng chỉ có một cái để vượt qua những khổ nạn đó là tính tâm kiên cố, là cái bồ đề tâm luôn luôn cầu Phật quả. Một niệm đầu tiên đã cầu Phật rồi thì niệm cuối cũng phải đi như vậy, thì quý vị sẽ thành đạo. Không có cái gì hại được quý vị. Kể cả các loài thiên ma ngoại đạo gì, nó đều là băng tuyết đối với cái mặt trời trí huệ của quý vị. Nó sẽ tiêu tan tất cả hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy bây giờ thầy dừng lại nơi đây. Bởi vì kinh Pháp Hoa, thầy muốn rằng quý vị càng đọc, quý vị phải thấu hiểu. Khi mà thấu hiểu tận cùng rồi, quý vị thấy rằng mình thành Phật ngay trong cái kiếp này, không đi xa đâu. Vì vậy thầy mong rằng đây chỉ mới là phẩm thí dụ thôi. Còn những cái phẩm mà chỉ ngay vào trong cái bản tâm của mình, chỉ ngay vào trong đức tướng Như Lai rõ ràng. Bởi vì vậy, trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hầu như cái người đọc tụng thì nhiều, mà cái người giảng kinh thì không có. Bởi vì người giảng kinh mà không có đầy đủ trí huệ thì quý vị sẽ giảng không đi vào ở trong cái lý được. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái quyển kinh nó cao và sâu xa vô cùng tận.
cái tri kiến của thầy đối với cái cuốn kinh Pháp Hoa này là một cái tri kiến rất là nhỏ bé, là một cái bãi cát mà giữa trí tuệ của muôn ngàn các vị Phật. Nhưng mà ngày hôm nay, vì thầy còn lưu trụ ở thế gian, vì thầy còn cái lòng thương yêu của mọi, thương yêu đối với tất cả mọi chúng sinh, thành ra thầy dùng một cái tri kiến nhỏ bé đó để thầy tạo lên một cái đốm lửa nhỏ hầu cho tất cả mọi người thấy, để mà tu học, để mà sau này cùng với thầy nắm tay mình làm một cái bó đuốc thật lớn để mình đốt lên cho sáng ngời trong tất cả thế gian, để cho tất cả thế gian này có đầy đủ thấy rõ con đường Phật đạo để họ cùng đi và họ cùng đạt được cứu cánh và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xá lợi Phất. Như ông trưởng giả kia, dầu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe chân báu lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, dẫu có chí lực cùng sức vô ý mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sanh, vì chúng sanh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa, mà bảo rằng các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham mê ắt sanh ái nhiễm thì sẽ bị nó đốt. Các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo đảm việc đó, quyết không dối vậy. Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sanh thẳng đến, lại bảo: các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là do pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại, không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này, dùng các món căn lục lực giác chi thánh đạo thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân, để tự vui sướng được vô lượng an ổn khoái lạc. Xá lợi Phất. Nếu có chúng sanh nào bề trong có chí tánh theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa. Như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ, tự nhiên ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là nhân duyên giác thừa. Như các người con kia vì cầu xa hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết chí Phật chí, tự nhiên chí, vô sơ chí, cách món chi kiến lực vô ý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là đại thừa Bồ Tát. Vì cầu được thừa này thì còn gọi là Mahatát. Như các người con kia cầu xe châu mà ra khỏi nhà lửa. Xá lợi Phất. Như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đến chỗ vô ý, ông tự nghĩ: ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sanh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sanh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi,
được sự vui niết bàn, bây giờ Đức Như Lai. Bèn nghĩ, ta có vô lượng, vô biên trí huệ, lực vô ý, vân vân, tạng pháp của các Đức Phật. Các chúng sanh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp đại thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui, thiền định giải thoát, vân vân của các Đức Phật. Các món đó đều là một món tướng, một thứ mà các đúng thánh khen ngợi, hay sinh ra sự vui sạch màu bậc nhất. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng vừa nghe qua cái đoạn kinh này, thì quý vị thấy rằng vị trưởng giả kia, dầu mà có sức mạnh ở thân và ở tai, nhưng mà vị này vẫn không có bao giờ dùng đến. Tại sao vậy? Là tại vì cái nghiệp lực của chúng sinh rất là nặng. Khi mà chúng sinh bị những cái nghiệp lực này nó trói buộc ở trong cái nhà lửa tam giới này, nếu mà không có dùng những cái phương tiện thù thắng, thì thầy dám nói rằng, dầu cho Đức Phật có đầy đủ những thần thông diệu lực cũng không có thể cứu độ được. Là bởi vì sao? Là bởi vì tại vì nghiệp lực của chúng sinh này nó trói buộc và chúng sinh này không muốn đi. Quý vị nên nhớ rằng có những chúng sinh khi mà họ vào trong cái tam giới này, họ hưởng cái ngũ dục rồi thì họ rất là đắm say. Họ không muốn xa rời nhà cửa, họ không muốn xa rời vợ đẹp, con sinh, họ không muốn xa rời thân bằng quyến thuộc. Do đó họ vẫn tiếp tục, họ ở trong cái nhà lửa đó. Để thầy thí dụ một câu chuyện cho quý vị nghe. Trước đây thì thầy có biết một cái vị, khi mà đi đến vì cái sự vô tình mà giết một cái chúng sinh, do đó thọ một cái án là gần là 30 năm. Mà ngày xưa đó, ở bên Việt Nam mà thọ cái án mà trên 5 năm là lại đưa ra một cái côn đảo ở Phú Quốc. Khi mà đưa ra cái côn đảo Phú Quốc đó, thì 5 năm đầu vị này trong lắm. Trong là làm sao thời gian nó mau hết đi, nó mau tới đi để mình được ra khỏi cái đảo Phú Quốc này, là nơi giam giữ cái người tù. Rồi khi mà ở trong đó được từ 5 năm trở lên, thì lúc đó cái vị mà quản lý ở trong chùa thấy cái vị này làm việc rất là siêng năng, đem lòng thương, và sau đó thì gả con gái của mình cho. Sau khi mà gả con gái của mình cho cái vị tù này rồi, thì vị tù này là lại được, nghĩa là ông quản lý này cho khai thác một cái miếng đất ở trên cái quan đảo đó để mà trồng lúa gạo cũng như là trồng những cái thực vật để mà tự mưu sinh. Do hai vợ chồng còn cái sức trẻ và còn nghĩa là cái sự giúp đỡ của người cha vợ nữa, do đó hai vị này làm nên một cái sự nghiệp rất lớn, tiền bạc vô rất là nhiều, và sau cùng sanh được 3-4 đứa con trai và 2 đứa con gái. Khi mà sanh được như vậy rồi, cho đến một cái ngày 30 năm sau, thì cái bản án này nó đã được chánh phủ xét và cho nghĩa là tha bổng. Nhưng mà quý vị có thấy không? Khi mà nói chuyện tha bổng rồi thì vị này không chịu đi. Tại sao vậy? Là tại vì bây giờ trên cái mảnh đất mà ngày xưa, khi mà mình mới về tới, mình chưa có ai hết, mình muốn mình được nghĩa là thả. Bây giờ thì có cha vợ mình, có mẹ vợ mình, có bạn hữu mình, có vợ mình, có con của mình ở trên đó. Làm sao đi đây? Thì ý hịch như vậy. Qua câu chuyện này thầy cho quý vị biết rằng chúng sinh ở cõi tam giới này cũng vậy. Mới về đầu thai thì cái vị nào cũng nghĩ rằng trong tâm, khi mà đầu thai còn nằm ở trong cái bào thai của mẹ, trong tâm cũng nghĩ rằng mình ra thế gian này, mình sẽ cố gắng, mình sẽ tu học và mình sẽ thoát khỏi cái thế gian này. Nhưng mà khi ra thế gian thì tất cả những cái điều suy nghĩ đó đều mất hết. Quý vị nên nhớ rằng khi mà một cái người mà nhập bào thai mà đi ra khỏi bào thai coi như là cách ấm, mà những cái bậc mà tiểu thánh là từ A-la-hán
trở lại mà cách ấm thì hôn mê, không biết gì hết. Tất cả những tiền kiếp của mình, tất cả những tư duy của mình, tất cả những cái điều mà mình làm từ trước nó đều không có còn nằm ở trong tâm mình nữa. Bởi vì các bậc tiểu thánh là cách ấm hôn mê, mà những cái bậc mà không hôn mê là phải từ đẳng giác Bồ Tát. Chẳng hạn như Ngài Quan Âm, Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, Ngài Di Lặc, những vị này thì cách ấm chắc chắn là không hôn mê. Là tại lý do như thế nào? Thường thường thì người ta nghĩ rằng những vị này sao lạ lùng vậy? Khi mà các ngài cũng nhập bào thai, y hệt như mọi chúng sinh mà tại sao cách ấm không hôn mê? Để Thầy cho quý vị biết vô ngày hôm nay. Là tại vì những vị này họ không nhập trong bào thai. Chúng sinh vì nghiệp lực, vì cái sự tranh giành, do đó khi mà được nghĩa là đi mà tái sanh, họ mừng lắm, giống như là họ thoát khỏi cái ngục tù ở trong cái cõi mà vô hình vậy. Họ tranh nhau, họ nhập trong cái bào thai để họ được ra tái sanh làm người. Còn các bậc chi thánh, bởi vì các ngài thể hiện xuống để độ sinh, chứ không phải các ngài vì nghiệp lực mà các ngài phải bị nhập thai, do đó các ngài đi rất là khoan thai. Các ngài đợi cho đứa bé ở trong lòng mẹ nó ra đời, các ngài mới bắt đầu nhập. Do đó các ngài không có bị cách ấm hôn mê. Hầu hết là những cái bậc đại Bồ Tát, các ngài đi có con đường đó. Có nghĩa là không nhập vào bào thai, nằm cái trong bào thai 9 tháng 10 ngày như mọi chúng sinh khác. Mà các ngài đợi đứa bé ra đời, các ngài sẽ nhập thai. Do đó các ngài không có đi vào ở trong cái bụng của người mẹ, do đó không có sự cách ấm. Và nhớ tất cả những tiền kiếp hết. Đây là một cái câu chuyện mà Thầy nói cho quý vị nghe. Và Thầy cũng đã gặp một cái người mà đã cách ấm không hôn mê rồi. Thuật lại đầy đủ từ lúc nhập thai như thế nào, thuật lại cho Thầy nghe đầy đủ hết. Bởi vì đây là một cái vị đại Bồ Tát chứ không phải bậc thường. Do đó không có gì lạ hết. Quý vị mà cách ấm mà không hôn mê thì quý vị mới nhớ rõ những cái tiền kiếp quý vị. Quý vị mới nhớ đầy đủ hết, do đó quý vị trong tâm chỉ còn có sự độ sinh mà thôi. Chứ ngoài ra những cái ngũ dục thế gian này, nó không có chi phối quý vị được. Còn chúng sinh, kể bậc A-la-hán trở lại cũng vậy. Khi các ngài đã qua trong cái bụng của người nữ rồi, thì các ngài phải bị hôn mê. Mà khi hôn mê thì các ngài nghĩ rằng, sau khi ra cõi đời này, mình phải cố gắng mình tu để mình vượt thoát khỏi tam giới. Nhưng mà quý vị thấy không? Khi mà ra khỏi cõi đời này thì lại quên đi những cái tiền kiếp của mình. Và rồi vì cái quân tập của thế gian, rồi mình bắt đầu phải học chữ nghĩa thế gian, rồi mình sống trong thế gian, và sau đó thì mình bị cái thế gian nó cuốn hút luôn. Giống như là người tù ở đảo Phú Quốc mà Thầy đã kể quý vị nghe. Mới đầu đến thì mong cầu về lắm. Nhưng mà khi mà có gia đình, có đầy đủ ruộng giường, có cha mẹ vợ đó rồi, có đầy đủ, đâu có muốn về nữa. Thì chúng sinh ở nhà lửa cũng vậy đó, y hệt vậy thôi. Bây giờ dầu cho Đức Phật dùng thần thông quảng đại có kéo ra đi khỏi nhà lửa, nhưng mà quý vị đã mê quá rồi, bị nghĩa là nhiều kiếp, nghĩa là lăn trầm ở trong cái cõi mà luân hồi rồi, những tập khí nó đã nhiễm ô nhiều quá trong tâm rồi, quý vị mê lắm, quý vị không bao giờ ra khỏi hết. Vì vậy mà Đức Phật phải dùng cái pháp âm vi diệu, dùng những cái phương tiện thù thắng, nói những cái nghĩa lý để cho quý vị nghe, quý vị mới chịu đi. Chứ còn nếu mà Đức Phật dùng thần thông mà ép buộc quý vị đi, Thầy bảo đảm quý vị cũng không đi nữa. Bây giờ về dầu cho Thầy có đắc thần thông đi nữa, mà tất cả đại chúng trong đây vẫn có vợ có con đều đầy đủ, cha mẹ đầy đủ, và tự nhiên Thầy đến Thầy kêu quý vị hãy xuất gia đi, làm một vị tăng sĩ tu xuất gia để về cực lạc hay là về niết bàn, quý vị đi không? Chắc chắn là quý vị không đi rồi. Mà nếu Thầy càng dùng áp lực đi nữa thì ở trong lòng quý vị chỉ có cái sự thù hận mà thôi, chứ đâu có còn cái sự an lạc nữa. Lúc đó quý vị sẽ nhìn Thầy bằng cặp mắt giống như Thầy là một cái gì mà nó quái lạ lắm. À, như vậy thì Đức Phật cũng vậy. Ngài biết chúng sinh đã nhiễm ô nhiều ở trong cái cõi đời này rồi. Vì vậy mà Ngài không có dùng cái lực của Ngài. Mặc dầu Ngài có đầy đủ cái thập lực, thập bất cộng, bốn vô sở quý, rồi lục thông, duyên thông. Mà Thầy mà Ngài chưa bao giờ Ngài sử dụng tới hết. Tại vì giống như Thầy đã nói, dùng một áp lực mà kéo một cái chúng sinh mà khi mà họ chưa có học đầy đủ trong cái tam giới này, khi họ còn tạp nhiễm như vậy, thì tất nhiên là thay vì mình là cái người ơn, mình sẽ trở thành cái người mà bị người ta phụ ơn và người ta chán ghét mình. Như vậy thì làm sao cứu chúng sinh đây? Chỉ có một phương pháp
và dùng những cái phương tiện thù thắng thuyết pháp. Thì chúng sinh nào mà có duyên, chúng sinh nào mà nghe thấy nó đúng như vậy, đúng chân lý như vậy, thì họ sẽ từ từ họ ra. Chứ còn nếu mà thật sự mình dùng một cái sức lực là chắc chắn họ không ra. Do đó Đức Phật rất là hay. Ngài dùng tất cả những cái sự thù thắng, thí dụ, nhân duyên. Và sau cùng, Ngài cứu được một số người có duyên với Ngài đã ra khỏi tam giới. Và ngày nay, mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà pháp thân của Như Lai vẫn còn tồn tại qua kinh điển. Quý vị thấy rõ ràng không? Ngày hôm nay sở dĩ mà Thầy biết được những cái phương pháp tu, Thầy có thể ngồi giảng lại cho quý vị là nhờ cái pháp thân Như Lai còn tồn tại lại trong cái Tam Tạng Kinh. Do đó Thầy nhìn cái Tam Tạng Kinh là Thầy đã nhìn thấy Như Lai. Mà khi mà Thầy đã nhìn thấy Như Lai, tức là Thầy đã hiểu được cái ý của Như Lai. Do đó Thầy dùng cái phương pháp giống như Như Lai ngày xưa là thuyết pháp, Thầy cũng dùng lại phương pháp đó để mà giúp, hướng dẫn, giúp đỡ chúng sinh thoát ra khỏi tam giới này. Thường thì đạo Phật là chỉ có nhất thừa, có nghĩa là cái Như Lai. Như Lai là nhất thừa. Cái phương pháp mà tu để đạt được đến cái cảnh giới Như Lai gọi là nhất thừa. Nhưng mà chúng sinh thì tập khí rất nhiều. Nếu mà nói đến chữ nhất thừa, chắc là họ đi không nổi. Vì vậy mà Đức Phật phải từ bi. Ngài dùng những cái phương tiện, Ngài phân cái nhất thừa này ra làm ba thừa. Tất nhiên là Ngài phân ra làm thanh văn thừa, tất nhiên là đạo quả A-la-hán. Rồi duyên giác thừa là đạo quả của Bích Chi Phật. Rồi Bồ-Tát thừa là đạo quả của những vị mà Đại Bồ-Tát. Do đó trong cái kinh Pháp Hoa này, Đức Phật dụ là chiếc xe dê, là chiếc xe chỉ có tự mình cứu độ mình và mình thoát khỏi tam giới. Thì Đức Phật nói rằng một cái người mà tự cứu độ mình và thoát khỏi tam giới như vậy thì nó cái tâm rất là nhỏ, vì vậy Ngài mới gọi là tiểu thừa. Những vị A-la-hán hầu hết các ngài thoát thân các ngài, và khi mà các ngài nhập vào ở trong vô dư Niết Bàn, phần đông nghĩa là Thầy nói cho quý vị nghe luôn. 100 vị A-la-hán đó mà muốn mà trở lại thế gian này, mấy ổng lắc đầu hết. Tại vì sao? Là tại vì chỗ thế gian này, nó vào thì rất là dễ, mà nó ra rất là khó. Nó bị trôi lăn hoài ở trong cái lục đạo luân hồi. Và các vị A-la-hán mà các ngài trở vào đây đó, trong cái thời kỳ này, chúng sinh rất là khinh mạng, chúng sinh rất là ngã mạng, chưa chắc gì cái thần thông quản lực của các ngài có thể cứu độ được. Thành ra nhiều khi các ngài không có phát cái tâm bồ đề rộng lớn để hành đạo Đại Thừa Bồ Tát. Rồi đến một cái chiếc xe mà nó lớn hơn nữa, có cái sức mà có thể chở được một hai người, thì đó là chiếc xe hưu, là tượng trưng cho cái đạo quả của Bích Chi Phật. Cái người mà tu về thanh văn A-la-hán đó, thì hầu như là họ dùng cái phương pháp tứ đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó là cái phương pháp mà tu để mà dứt đi những tập nhân từ đời quá khứ, khiến cho cái người đó triệt tiêu tất cả những phiền não để mà vào trong cái sự thanh tịnh của vô dư Niết Bàn. Và ngược lại, một cái vị mà tu về cái Bích Chi Phật, duyên giác thừa, thì vị này không có dùng phương pháp tứ đế, mà vị này dùng phương pháp là thập nhị nhân duyên. Quý vị này biết rằng từ cái ái dục nó mới sinh ra sự vô minh. Do đó các ngài triệt tiêu đi những cái ái dục. Và khi mà một trong 12 trong 12 cái chi của cái thập nhị nhân duyên này, quý vị chỉ cần vào một cái chi để mà quý vị tu thôi. Mà cái chi này khi mà nó thành tựu rồi thì nó phá vỡ đi tất cả 11 cái mắt xích kế tiếp. Thì các vị Bích Chi Phật này cũng vậy. Các ngài biết rằng cái ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, nguồn gốc sinh ra các pháp trói buộc chúng sinh. Do đó các ngài đi vào trong cái phá cái ái dục này. Do đó những cái bậc mà Bích Chi Phật, các ngài thường là sống ở trên những cái đỉnh núi cao, sống trong những cái chỗ mà ít có người nhân gian. Bởi vì các ngài muốn xa lánh cái ái dục của nhân gian. Do đó các ngài thường ở những cái quang đảo hay là ở những cái núi cao không có người đến. Và các ngài cũng không có nghĩa là màng đến cái sự cúng dường của nhân thiên là người và trời.
ở nơi những núi cao đó, các ngài có thể ăn những cái rau nó mọc ở bờ suối, có thể ăn những cái hạt mà trên những cái trái cây, các ngài dùng như vậy mà độ thân. Bởi vì các ngài đã phá cái sự ái dục, do đó các ngài thấy rằng cái cõi đời này nó chỉ là mộng tưởng thôi. Vì vậy mà cái gì mà ăn để nuôi cái thân, để mà nó tu học là các ngài ăn được. Đó là Phật Bích Chi. Rồi bây giờ nói đến cái quả thứ ba là Đại Thừa Bồ Tát. Đại Thừa Bồ Tát này là những cái gì đã phát Bồ Đề tâm rộng lớn. Tự thấy rằng nếu mình mà đạt đắc đạo rồi, mà chúng sinh không đắc đạo, thì các ngài thấy rất là thương xót. Do đó các ngài phải ở lại thế gian này để mà cứu độ chúng sinh. Bằng chứng là quý vị thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cái nơi cõi địa ngục là cái nơi mà cái chỗ đó nó có những cái tiếng đau khổ, có những cái tiếng khóc của mọi chúng sinh, có những cái sự kêu cứu của mọi chúng sinh, mà ngài vẫn ở tại ngay chỗ cái mà cái kêu là cái tí lầu. Cái tí lầu là nơi mà chỗ mà của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở. Địa Tạng Bồ Tát là cái danh xưng của bên Phật giáo mình. Cái danh xưng mà của thuộc về cái loại hàng mà các vị mà tiên đó, về thượng tiên đó, là ngài gọi là Phong Đô Dương. Phong Đô Dương là một cái bậc mà thầy của tất cả cái cõi âm. Như vậy thì quý vị thấy không? Nếu mà Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài không phải tu theo cái hạnh Đại Thừa Bồ Tát để đạt đến cái viên dung Phật quả, chắc chắn ngài không ở địa ngục được. Ngài đem tất cả tội nhân bị hình phạt, nó la khóc, nó kêu réo, nó cầu cứu. Nếu mà mình, cái tâm của mình không vững chắc, chắc chắn là quý vị không ở cảnh giới đó. Vậy mà ngài Địa Tạng, ngài lại nguyện một câu rất là rộng lớn: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là khi nào mà địa ngục không còn một người nào nữa, ở địa ngục này tất cả mọi người đều được thành Phật Đạo, thì lúc đó ngài Địa Tạng mới thành Phật Đạo. Vì vậy mà quý vị thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái giọt nước mắt của ngài khóc cho chúng sinh rất nhiều. Tất cả những chúng sinh thế gian này, đối với công đức hạnh của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có chúng sinh nào có thể như là bằng được hết. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa này, những phẩm tới kế tiếp quý vị sẽ thấy: tụng 62 vạn ức hằng hà sa các chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới, không bằng tụng một tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tụng hằng hà sa tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, không bằng tụng một tiếng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thấy không? Như vậy thì công lực của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát lớn hơn là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói về công hạnh, nói về cái công mà cái giới đức thì hai vị bằng nhau, nhưng mà công hạnh nó khác nhau. Ngài Địa Tạng lớn hơn. Rồi Đức Phật ngài đã dùng những phương tiện để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh nào mà tiểu thừa thì ban cho cái vô dư niết bàn của tiểu thừa. Những vị nào mà rộng lớn hơn thì ban cho xe hô chứng được cũng là vô dư niết bàn. Của trong cái pháp giới tính là cái không tạng. Rồi những vị đại thừa Bồ Tát mà các ngài còn tu, giọt nước mắt còn thương chúng sinh, thì Đức Như Lai cũng ban cho một chiếc xe, nhưng mà đây là xe trâu, rất là lộng lẫy, nó lớn, nó chứa được nhiều chúng sinh. Bởi vì Bồ Tát lấy chúng sinh làm cái niềm vui. Do đó nếu mà nói rằng mình gọi danh xưng Bồ Tát mà vị đó không cứu độ chúng sinh thì cái danh xưng này nó vô nghĩa. Gọi một vị Bồ Tát là vị đó phải cứu độ chúng sinh, chứ không phải gọi vị đó Bồ Tát là vị đó chỉ có tu mà thôi. Nếu mà quý vị chỉ tu riêng cái cá nhân mình thôi thì không thể gọi Bồ Tát. Tu mà cứu độ chúng sinh thì danh xưng Bồ Tát nó mới xứng đáng. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Đại Từ Đại Bi, ngài biết rằng nếu mà nói ngay cái dứt thừa là đạo phẩm Như Lai, chúng sinh sẽ thấy con đường nó xa dịu dời, chúng sinh đi không nổi. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ thầy muốn quý vị đi về ở bên thí dụ đi ở nói ở Mỹ thôi, đi về ở Washington DC. Nhưng mà thầy ngồi thầy sẽ kể quý vị bây giờ từ ở San Diego này bắt đầu mình đi Washington DC, quý vị sẽ trải qua 4 ngày 4 đêm không ngủ mà lái xe mới tới.
thì những người mà họ không có sức khỏe họ sẽ từ chối ngay. Họ nói bạch thầy à, thôi thầy đi mình đi, con không đi nổi đâu, con biết sức khỏe con không có. Nhưng mà ngược lại quý vị dụ, quý vị nói thôi nha con, bây giờ mình bắt đầu mình đi tới ngay chỗ trên lót ha, rồi cái mình ngừng một chút, mình điểm tâm, mình ăn uống xong, sau đó cái mình đi gần tới chiều tối, gần tới San Jose, cái mình nghỉ qua đêm đó, rồi sau đó tiếp tục, thì thầy bảo đảm quý vị này sẽ đi. Thì cũng như vậy, Đức Phật rất là từ bi và ngài hiểu được tâm tính chúng sinh. Nếu mà nói về Như Lai thừa nó dài đằng đẵng vậy, ai dám đi? Do đó ngài mới phân ra ba thừa để cho chúng sinh nó đi dễ, thấy con đường nó gần. Thì như thầy vừa trình bày đó, nếu mà thầy nói rằng quý vị à, đi với thầy lên Washington DC, nhưng mà thầy cho quý vị biết là phải 4 ngày 4 đêm quý vị ngồi trên xe không mà không có ngủ được, mà cũng nhiều khi mình không dừng lại được nữa, thì chắc chắn quý vị sẽ chạy ngay, quý vị không đi với thầy. Nhưng mà giờ thầy dụ à, thôi tới lót cái thầy trò mình vô điểm tâm, rồi cái mình lái tới chiều lên tới San Jose, cái mình bắt đầu mình ngủ lại ăn uống đó, thì quý vị sẽ đi theo thầy ngay lập tức. Thì như vậy Đức Phật cũng vậy, ngài dùng một cái nhất thừa mà thầy ngài làm ra thành ba thừa để cho chúng sinh thấy dễ, rồi chúng sinh mới đi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Pháp Minh lên tiếp tục cái phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Xá lời Phật. Như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dũ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn vật báu trang nghiêm an ổn thứ nhất. Xong ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối, Đức Phật Như Lai cũng như thế, không có hư dối, ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng đại thừa mà độ thoát. Độ giải thoát đó, vì sao? Như Lai có vô lượng tạng trí, có tạng pháp trí huệ, lực vô sở ý, có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sanh, vì chúng sanh không thọ được hết. Xá lời Phật. Về nhân duyên đó, nên phải biết các đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thí như ông trưởng giả có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa, phòng nhà vừa vào cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xiên đều siêu quẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bùn rơi rớt xuống, chanh lợp xa tán loạn, khèo đòn tay rời khớp, bốn bề đều cong quậy, khắp đầy những tạp nhơ, có đến 500 người ở đợ nơi đó. Chim si, hiêu, điêu thứ, quạ chim, thứ, cu, cáp, loài ngoan xà, phúc vết, giống như ngô công, do duyên, loài thủ cung, bá túc, dưới ly, cùng hệ thử, cách giống, độc trùng dữ, ngang dọc, sen rửa chạy, chỗ phẫn dại, hôi thối, đồ bất tịnh, chảy tàn, các loài, trùng khương lương, bu nhóm ở trên đó, cao sói, cùng giả can, liếm nhai và dày đạp, cán xé những, hay chết, xương thịt, bừa bãi ra, vô đây mà bày đó mày mà bày chó đua nhau đến ngậm lấy. Ông đói và sợ chết nơi nơi tìm món ăn, giành giật túi xé nhau, gầm gừ gào sữa rên, nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng đường ấy khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng, quỷ già xa, quỷ dữ nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác ấp cho bú sản sanh,
đều tự dấu gìn giữ quỷ già xa đưa đến dành bắt mà ăn đó. Ăn đó no nê rồi, lòng hung dữ thêm hăng, tiếng chúng đánh cãi nhau thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cu bàn chà ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất một thước hay hai thước, qua rồi lại dạo đi buông lung chơi cùng giỡn, nắm hai chân của nó đánh cho la thất thanh, lấy chân đạp trên cổ khủng bố cho để vui. Lại có các giống quỷ thân nó rất cao lớn, trần truồng, thân đen xấu, thường luôn ở trong đó rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ cổ nó nhỏ bằng kim, có loại các giống quỷ đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó. Đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đói khát, bức ngạt, kêu la vừa rong chạy, và xa cùng quỷ đói, các chim muôn ác độc, đối gấp, rạo bốn bề, rình xem các cửa sổ, các nạn giường thế đấy, vô lượng, việc ghê sợ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như thầy mới vừa trình bày cho quý vị về cái sự từ bi của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật không phân một cái Phật thừa ra làm ba thừa, thì thầy chắc chắn rằng chúng sinh sẽ đi không nổi. Như vậy thì cái chỗ mà A La Hán ở, hay là cái chỗ mà của Bích Chi Phật, hay là của Đại Bồ Tát ở, như vậy thì chỗ đó có phải là nhiệt độ chưa? Thì thầy xin cho quý vị biết là chỗ đó mới chỉ là quá thành mà thôi, chưa phải là nhiệt độ. Nhiệt độ thật sự là quý vị phải chứng cái quả Như Lai thừa thì quý vị mới nhiệt độ. Cái quả mà A La Hán giống như là một vị thầy mà dạy tiểu học. Cái quả mà Bích Chi Phật giống như là một vị thầy mà dạy ở trung học. Cái quả mà Đại Thừa Bồ Tát giống như là một vị thầy dạy ở bậc đại học. Và cái quả Như Lai là cái quả mà Đức Phật dạy cho những các vị Bồ Tát lên các cao học. Và khi mà Đức Như Lai nhập Niết Bàn, tức như là nhập vào ở trong cái Đại Bát Niết Bàn, tất nhiên là Đức Như Lai lúc đó đã kêu là hưu trí, đã retire, cái tuổi đã lớn, không còn mà tiếp tục để dạy nữa. Như vậy thì Đức Như Lai phải vào ở trong cái hưu trí. Như vậy thì cái sự mà nhập Đức Đại Niết Bàn của Đức Phật, như vậy là Đức Phật có chết hay không? A Di Đà Phật. Cái chỗ này quý vị phải dùng trí tuệ. Đức Phật là nói về cái tướng, cái tánh giải thoát, chứ không phải nói về cái tướng. Cái tướng thì ai cũng phải bị sự sinh diệt. Bởi vì cái tướng là do đất nước lửa gió của trong cái thế gian này nó hợp lại để nó thành hình. Do đó nó phải bị hủy hoại. Nhưng cái bản tánh Như Lai thì tồn tại mãi mãi, không bao giờ có thể nói rằng mất hay không mất. Do đó một chúng sinh thì còn có thể mất. Nhưng mà nói về cái bản tánh Như Lai là tồn tại mãi mãi. Cái đó là một cái duyên ngọc mà nó luôn luôn, nghĩa là nó còn lưu truyền mãi ở trên cái tam giới này. Từ nghĩa là cõi trời phi tưởng thiên cho đến cái cõi dục giới, cho đến cái dưới cái địa ngục, nó vẫn còn tồn tại. Quý vị hãy nhìn một cái mặt trời. Ngày hôm nay mặt trời nó chiếu rọi ở nơi mình đang ở. Rồi tới chiều tối nó lại lặn về ở phía tây và nó mất. Thì quý vị nói rằng mặt trời nó lặn. Hay là quý vị có thể dùng một cái phương pháp, một tên khác, quý vị nói rằng nó không còn tồn tại ở đây nữa. Nhưng mà thật sự nó tồn tại ở một cái thế giới khác. Phải không? Mặt trời nó không lặn. A Di Đà Phật. Quý vị nghe thầy nói lại chưa? A Di Đà Phật. Thì thầy mới vừa giảng cho quý vị biết là cái chỗ của Thánh quả A La Hán, Bích Chi Phật và Đại Thừa Bồ Tát.
chỉ là cái hóa thành mà thôi. Đến cái Như Lai mới thật sự là bảo sở, chỗ này mới thật sự tịch diệt. Do đó Đức Phật thường khuyến khích mọi người hãy tu đến cái chỗ đạt bảo sở. Thì một vị mà A-la-hán giống như là một vị mà đang dạy tiểu học. Một vị Đức Chi Phật giống như vị thầy dạy trung học. Một vị Đại Bồ Tát giống như một cái vị mà đang dạy đại học. Và Đức Như Lai là một cái vị mà đang dạy cao học. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Như Ba Lai nhập Đại Bát Niết Bàn, tức là Đức Như Lai đã về hưu, đã hưu trí, có nghĩa là đã đầy đủ rồi, công hạnh viên dung đầy đủ. Như vậy thì Đức Như Lai sau khi mà công hạnh viên dung thì Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà nói nhập như vậy là để nói với các tất cả những chúng sinh nhìn cái sự tướng. Nhưng mà nói về sự tánh thì Đức Như Lai vẫn còn tồn tại trong cái tam giới này. Bằng chứng là quý vị thấy qua kinh điển mà thầy đang giảng đây, tức là pháp thân của Như Lai. Nó tồn tại trong tất cả tam tạng kinh điển. Nếu mà không có tam tạng kinh điển, không có sự hộ trì của pháp thân Như Lai, thì chắc chắn chúng sinh không vượt thoát khỏi cái tam đập tham sân si. Do đó ngày hôm nay, thầy cùng quý vị được đọc lại cái kinh diệu pháp liên quan này. Tất nhiên mình được xem lại cái hình trạng của pháp thân Như Lai qua cái kinh điển này. Mà khi mà quý vị được nhìn được pháp thân Như Lai thì chắc chắn rằng quý vị đã có duyên. Có duyên quý vị mới có thể đọc được kinh điển, mới hiểu được ẩn dụ kinh điển. Và khi mà quý vị có duyên với kinh diệu pháp liên quan này thì cái cảnh mà quý vị sẽ tái sanh thấp nhất là cũng là cực lạc quá. Và nếu quý vị chứng được pháp hoa tam muội, đi vào trong thực tướng thực tánh của tâm thì quý vị sẽ đắc đến cái đạo quả Niết Bàn. Ở trong đây thầy biết có những vài vị Đại Bồ Tát thị hiện trong hàng cư sĩ, nhưng mà tính tâm của họ rất là đầy đủ. Có những vị họ tụng, họ đọc kinh pháp hoa mà họ không có lười mỏi, họ không có mỏi mệt. Rồi có những vị nhất tự nhất bái, nghĩa là một chữ của trong kinh pháp hoa quý vị quỳ lại trong kinh pháp, quỳ lễ bái trong cái chữ đó. Như vậy thì đây đâu phải là bất thường. Đây tức là những vị Đại Bồ Tát chuyển thân để mà gia hộ, để mà hộ niệm giúp đỡ cho tất cả chúng sinh ở trong pháp giới này. Quý vị nên nhớ các chư Đại Bồ Tát không phải thị hiện trong hàng tăng sĩ không, mà các ngài thị hiện qua những cái người nông phu, qua những người dâm nữ, qua những cái người mà cư sĩ ở tại gia, và qua những cái người có thể là nằm ở trong ngoại đạo. Nhưng mà quý vị nên nhớ, mọi phương tiện là vì dẫn dắt chúng sinh. Những cái vị mà Đại Bồ Tát trở lại thị hiện trong mọi hình thức, các ngài không bao giờ mà còn làm cái việc ác nữa. Thị hiện đó nhưng mà để độ chúng sinh. Thị hiện vào dâm nữ để độ những người hiếu sắc. Thị hiện vào cái người mà làm hàng thịt để thị hiện, để nói cho chúng sinh biết rằng cái nhân quả của sự sát sanh. Thị hiện vào ở trong cư sĩ để mà độ những cái người bạn hữu của mình, độ cha mẹ, ông bà quyến thuộc của mình. Do đó với cặp mắt của thầy thì tất cả mọi chúng sinh thị hiện trở lại trên thế gian này mà phát Bồ Đề Tâm đều là những vị Bồ Tát đang tu trong cái hạnh mà kêu là nhất thừa của chư Phật. Và ngày hôm nay tất cả đại chúng có mặt ở trong room Quán Thâm Thiền Viện, thầy xác nhận một lần nữa, quý vị không phải là bậc thường. Bởi vì sao? Nếu quý vị là bậc thường, là bậc phàm phu thì chắc chắn rằng kinh điển này một chữ diệu pháp liên hoa cũng không được nghe, đừng nói chi quý vị được nghe lời giảng kinh diệu pháp liên hoa. Vì vậy mà thầy rất là quý mến tất cả đại chúng Phật tử đang có mặt trong cái đạo tràng mà đang giảng kinh diệu pháp liên hoa. Ngày hôm nay thầy ngồi đây, nhưng mà thầy vẫn còn thấy rõ ràng cái đạo tràng của Đức Phật giảng trong cái hội Linh Sơn về cái diệu pháp liên hoa này. Rồi ngày nay thầy ngồi đây, thầy cũng thấy tất cả những các chư Bồ Tát có mặt trong room cũng đã có từng tham dự vào trong cái đạo tràng đó. Người thì hiện làm tăng sĩ, người thì hiện làm cư sĩ, người thì hiện làm ngoại đạo, người thì hiện làm tất cả những phương tiện để cứu độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Và quý vị thấy rằng cái phẩm
kinh khi mà đến cái chỗ trùng tụng. Và chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật muốn tuyên lại những cái nghĩa mà trong kinh. Có nghĩa là những gì mà Ngài giảng rồi, thường thường là Đức Phật, chư Phật ở mười phương vị nào cũng vậy. Khi mà các Ngài giảng bài kinh rồi, thì các Ngài trùng tuyên cái kệ lại. Bởi vì vậy để cho quý vị thấy rằng cái sự mà trí tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng. Nhất là cái trùng tuyên lại những lời mình nói bằng câu kệ thì Thầy bảo đảm quý vị làm không nổi. Quý vị làm một câu kệ, một bài thi, nhiều khi quý vị phải ngồi gần cả ngày mà làm mới được 4-5 câu à. Trong khi mà các chư Phật giảng rồi một bài pháp, các ngài làm ngay cái bài kệ. Để cho quý vị thấy rằng cái trí huệ các ngài nó siêu việt. Nó qua khỏi cái sự suy nghĩ của nhân gian. Nó qua khỏi những cái văn tự của nhân gian. Có nghĩa là các ngài chỉ cần để ngồi bút xuống là trong tâm nó tuôn chảy ra những dòng chữ. Và khi mà quý vị tu, quý vị không hiểu nghĩa kinh thì lập tức quý vị phải đọc lại những cái hàng kệ này. Những hàng kệ này Đức Phật giảng rất là rõ. Nó tóm tắt những gì mà Đức Phật đã giảng xong. Do đó quý vị nào mà tu diệu pháp liên hoa, khi mà đọc những cái phần trước không hiểu, quý vị nên nghiên cứu cho thật kỹ về cái phần trùng kệ của các chư A-la-hán, các chư Bồ-Tát hoặc là của Đức Phật. Thì chắc chắn rằng một ngày nào đó những những cái ẩn ý ở trong cái kinh này quý vị sẽ được đầy đủ. Và sẵn hôm nay Thầy giảng kinh diệu pháp liên hoa, Thầy muốn quý vị, nếu quý vị nào trùng tụng kinh diệu pháp liên hoa, thì quý vị phải dùng cái thân khẩu ý của mình cho thật thanh tịnh. Khi vào đạo tràng tụng kinh diệu pháp liên hoa, bỏ tất cả mọi cái tư tưởng của nhân gian bên ngoài, dùng tam mật thanh tịnh quý vị tụng cái kinh này, Thầy bảo đảm hết kiếp này quý vị thì giảng sanh Cực Lạc Quốc, phẩm rất là cao, từ thượng phẩm trở lên. Là tại vì sao? Là tại vì quý vị đã dùng thân tâm, thân khẩu ý thanh tịnh mà cúng dường lên pháp thân Như Lai. Quý vị thấy chưa? Quý vị đâu cần phải đốt nén hương ở trên một cái tượng của Như Lai mới gọi là cúng dường đâu. Quý vị dùng thân khẩu ý thanh tịnh mà tụng đọc kinh điển này là quý vị đã cúng dường pháp thân Như Lai. Công đức này rất là vô lượng. Bởi vì trong tất cả những cái pháp thí, thì cái pháp mà nó cao thượng, mà nó tuyệt diệu nhất là cái pháp mà mình ngộ đạt được chân tánh. Có nghĩa là cái pháp đó là mình phải tu và mình chứng đạo, thì đó mới gọi là cái pháp cúng dường Như Lai chân thật. Thì ngày hôm nay, quý vị dùng thân khẩu ý thanh tịnh, trang nghiêm cái quyển kinh diệu pháp liên hoa là quý vị đã trang nghiêm cái thân tâm của mình và đã cúng dường lên pháp thân Như Lai bằng cái nén hương tâm thật sự trong chân tâm của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả chư tôn đức có mặt trong room. Thầy xin chào tất cả quý vị sư cô. Thầy xin chào đại chúng cư sĩ Bồ Tát cũng như là cư sĩ đang có mặt trong room. Bây giờ thì thầy mong rằng tất cả quý vị lắng lòng để cùng thầy đi vào trong cái ý nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái quyển kinh mà như là cái phần đầu thầy đã giảng, đây là một cái quyển kinh mà Đức Phật giúp cho tất cả mọi chúng sinh ngộ nhập được cái Phật tri kiến, có nghĩa là thấy được lại cái bản tâm của mình. Do đó cái kinh này rất là quan trọng cho những người tu học. Thầy mong rằng quý vị thân khẩu ý thanh tịnh, nhiều khi trong cái phần mà nghe giảng này quý vị có thể nhập định được trong cái tam muội của diệu pháp liên hoa, và quý vị có thể chứng được cái lý tánh của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin mời MC Gia Nguyên Pháp lên để mà đọc phần giáo nghĩa của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ, các ngài tuệ mệnh Tu Bồ Đề, Đại Ca Thiên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn dự nghi cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, kịch bày vai hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay, cúi mình cung kính, chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch của Phật rằng:
chúng con đứng đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thọ trước nói: pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng, vô tắc. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi, được chứng niết bàn. Lại nơi đây, chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy, Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Chúng con hôm nay ở trước Phật, nghe thọ ký cho thanh văn, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, được pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu, tự rất mừng may, được lợi lành lớn, vô lượng chân báu, chẳng tìm cầu mà tự được. A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phẩm tính giải thứ tư trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đầu tiên thầy xin giải thích thế nào là tính giải. Tính tức là lòng tin kiên cố dũng mãnh, không một trở ngại nào làm cho tâm của mình thối chuyển trên con đường tu học. Chỉ giải đây có nghĩa là hiểu rõ, minh bạch, tường tận các pháp, không còn mê lầm. Hai chữ tính giải có nghĩa là thấu rõ pháp mình học, không còn sự nghi hối, mê lầm, với sự tính tâm kiên cố trên con đường giải thoát. Trong cái phẩm kinh này đã nói lên cái sức tính lực và thấu hiểu pháp nhất thừa của tất cả những vị thánh tăng A-la-hán. Các vị thánh tăng A-la-hán như Ngài Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên, v.v. Các Ngài được gọi là tuệ mệnh bởi vì các Ngài đã vượt thoát khỏi những phiền não trần lao, đạt được cái phần tri kiến Như Lai. Do đó, các Ngài sống trong cái trí tuệ bát nhã. Cái người mà sống với trí tuệ bát nhã thì nó khác xa với người phàm nhân. Những người phàm nhân hầu hết là sống trong cái sự vọng tưởng, mê lầm của dục của thế gian. Vì vậy, bất cứ một ai mà thật sự sống trong cái trí thanh tịnh bát nhã đều có gọi là danh xưng là tuệ mạng, có nghĩa là người đó sống trong cái trí tuệ bát nhã thanh tịnh của chính mình. Các vị thánh A La Hán này thì từ trước tới giờ các vị chỉ đắm say trong cái phần tu chứng của chính mình, mà các ngài không bao giờ mong cầu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ngày hôm nay trong cái pháp hội Linh Sơn, các ngài đã tận mắt thấy Ngài Xá Lợi Phất là một vị thanh văn cư sĩ, một vị thanh văn A La Hán đã được chính Đức Phật thọ ký cái quả Như Lai. Sự thọ ký này đã làm cảnh tỉnh các vị thánh tiểu thừa, làm cho các ngài không còn chấp pháp của mình đã tu chứng, mà các ngài đã tự giác để vươn lên tiếp tục tu lục độ vạn hạnh, hiện thân mười phương để mà đạt đến cái pháp niết bàn. Vì cái nguyên do này nên các vị thánh tiểu thừa sinh cái lòng vui mừng hớn hở, chắp tay quỳ gối, ngắm dung nhan của Phật mà tha thiết trình bày cái sở học của mình. Các ngài trình bày lên Đức Phật rằng các ngài nghĩ rằng tuổi các ngài đã lớn và sở chứng thanh văn tiểu quả của các ngài nghĩ đó là cái chỗ mà cứu cánh niết bàn. Các ngài không biết đó là cái phương tiện mà Đức Phật giúp cho quý vị trên con đường dễ tu. Đó là một cái quá thành của các bậc tiểu thừa A-la-hán. Bởi các ngài
Thánh Tiểu Thừa lầm nhận cái điều này, nên lòng của các ngài không còn ham cầu mong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì với những vị thánh tiểu thừa thì các ngài đã chứng được ba cái pháp như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Chánh Minh vừa đọc qua, đó là pháp không, pháp vô tướng và pháp vô tác. Các ngài đã đầy đủ cái phạm hạnh trong cái sự tu chứng ba pháp này, cho nên các ngài tự cho rằng mình đã viên mãn trong con đường tu học, nên không có mong cầu cái du hí thần thông của các chư đại Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng cái du hí thần thông là một cái chánh định tam muội mà từ bậc đẳng giác trở lên các ngài mới có. Những bậc thập địa cũng chưa có cái du hí thần thông. Đẳng giác trở lên là nói những cái bậc chẳng hạn như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Di Lặc Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đó là những vị đẳng giác. Những vị đẳng giác này khi mà nhập vào ở trong cái thai phàm để mà thị hiện trong thập phương thế giới, các ngài cách ấm nhưng mà các ngài không có hôn mê như tất cả những cái vị mà tiểu quả thường. Những bậc mà tiểu quả thanh văn, các ngài khi mà nhập vào thai phàm để mà hồi tâm tu lại thì các ngài sẽ bị hôn mê. Nhưng những vị mà đẳng giác thì các ngài không có hôn mê điều đó. Và cái du hí thần thông tâm muội là giúp cho tất cả những vị đại Bồ Tát, mặc dầu mang ứng thân của người nhưng mà tâm của các ngài tùy duyên thể hiện trong cái thế giới nào cũng có thể hiện được, bằng cách là các ngài nhập vào trong cái du hí thần thông tâm muội. Nhờ cái du hí thần thông tâm muội này mà các ngài mới biết được tâm của chúng sinh ở cõi đó, cũng như biết được sự từ bi bình đẳng của tất cả chư Phật ở mười phương. Và cái sự du hí tâm muội này thì các vị thánh giả A La Hán, những vị đó không có ưa thích. Bởi vì những vị mà tu đắc được thánh quả đó thì trong tâm của họ chỉ còn một cái điểm rất là thanh tịnh. Do đó họ chỉ muốn ẩn cư, họ kiếm một cái thâm sơn cùng cách cốc nào đó họ ẩn cư để họ an nghỉ trong cái sự thanh tịnh này. Vì vậy mà Đức Phật thường quở những cái vị A La Hán là coi như là di kỷ sống cho mình, chứ chưa có một cái tâm độ sanh. Bây giờ thầy giảng thế nào là ba pháp không, vô tướng và vô tác. Chữ không đây có nghĩa là thông đạt được chỗ chân pháp vô vi, tâm không còn bị những cái phiền não của trần gian nó trói buộc. Và vô tướng tức là các pháp vốn là vô thường, vốn là khổ, vốn là không, là vô ngã. Và khi mình hiểu được điều này thì chính cái tâm của mình nó không còn bị chi phối bởi những trần tướng, những giả cảnh bên ngoài của muôn pháp. Do đó nên tâm mình đạt được cái thật tướng. Và vô tác có nghĩa là mọi việc ở thế gian này, những cái trần cảnh của thế gian bên ngoài, nó chỉ là cái quyển hóa như là hoa đốm giữa hư không thôi. Quý vị thấy những người mà bệnh đau mắt đó, họ nhìn ra cái cảnh hư không, họ thấy trên cái hư không nó có những cái ánh chớp rất là nhỏ, đó là Đức Phật gọi là hoa đốm. Thì những cái vị mà A-la-hán, các ngài thấy rằng mọi việc ở thế gian chỉ giống như là hoa đốm ở hư không, và nó chỉ là cái sự quyển hóa. Do đó lòng các ngài không còn đắm nhiễm, không còn ưa pháp thế gian. Do chính vì không còn đắm nhiễm và ưa pháp thế gian mà tâm các ngài trở thành tịch tịnh. Những vị A-la-hán thì cái lòng từ bi không được rộng lớn. Các ngài chỉ là ngồi chiếc xe dê là tự mình được an tịnh, chứ còn vấn đề độ sinh thì các ngài không có lòng ưa thích. Các ngài chỉ muốn yên nghỉ trong cái cảnh tịch diệt của tâm và sự tĩnh lặng của núi rừng, nên việc độ sanh đối với các ngài hầu như là tâm các ngài nó chưa bao giờ mà các ngài nghĩ đến. Vì vậy mà thầy đã thường giảng với quý vị cái vấn đề A-la-hán quả. Có những vị với cái tâm á, rất là vị kỷ, khi mà nhập vào ở trong cái vô dư niết bàn rồi đó, các ngài muốn an hưởng
cái sự tịnh lặng ở trong đó, không có có ý nghĩa độ sinh. Nhưng mà những cái bậc mà hồi tâm A-la-hán á, thì những vị này lại có ý nghĩa độ sinh. Và khi những cái vị mà hồi tâm A-la-hán trở lại thế gian này, thì quý vị không phải là phàm nhân nữa, mà quý vị sẽ lên cái đạo hạnh là Đại Thừa Bồ Tát Thánh. Đại Thừa Bồ Tát Thánh có nghĩa là các ngài là vị thánh nhân trở lại, chứ không phải là phàm nhân mà tu. Vì các ngài cho rằng cái việc mà chứng chánh đẳng chánh giác Như Lai là công việc của các vị Bồ Tát, chứ không phải công việc các ngài. Nhưng mà hôm nay trong cái đoạn kinh này, tất cả đại chúng thấy là trước sự thọ ký của ngài Xá Lợi Phất mà đã chuyển tâm tất cả những vị thánh thanh văn. Bao nhiêu những cái ý niệm mà dị kỷ trong tâm của các ngài nó tan biến. Các ngài không còn đắm chấp cái pháp tiểu thừa nữa. Sự bừng tỉnh của các ngài đã diễn tả qua đoạn kinh là các ngài rất là vui mừng, hớn hở, được những cái sự lợi lạc lớn và được những cái sự vô lượng căn báo mà không cầu mà các ngài được. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp phần giáo kinh. Dạ, A Di Đà Phật. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chia rõ về đó. Thí như có người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi, qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 5, 10 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo, cùng khốn khổ, dân rủi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần, tình cờ về bổn quốc. Người cha từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong lúc đó. Nhà ông giàu lớn, của báu vô lượng, các kho đụng vàng bạc, lưu ly, san hô, hộ phách, pha lê, châu ngọc, vân vân, thấy đều đầy tràn, tôi tớ thần tá. Lại dân rất đông, voi ngựa, xe cộ, bò nhê, nhiều vô số, cho vay thâu và lời lãi khắp đến nước khác. Khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều, bây giờ gã nghèo kia dạo đến các tụ lạc, chạy qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 20 năm, mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn, ông tự nghĩ già nữa và có nhiều của cải vàng bạc châu báu kho đụng tràn đầy, không có con cái, một mai mà chết mất đi thì của cải tàn thất, không có người giao phó, cho nên ông cần luôn nhớ đến người con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp được con ủy phó của cải, thoảng nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì các chư tuệ mạng A La Hán, các ngài đã thật sự thức tỉnh, do đó các ngài không thể diễn nói bằng ngôn ngữ, mà các ngài dùng một cái thí dụ qua hình thức của một người cùng tử. Các ngài thí dụ rằng, các ngài và tất cả chúng sinh như là một cái kẻ nghèo khó, trôi lăn mãi trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Hôm nay, sau một thời gian vô lượng kiếp đắm say trong cái sinh tử, các ngài và chúng sinh lần lần phát tâm để tu học đến cái chân thiện pháp. Cái người cha trưởng giả tức là Đức Như Lai, lòng của ngài từ bi bình đẳng, ngài đã bỏ cái cảnh giới thanh tịnh để mà nhập vào cái nhân gian này, đem vô lượng cái pháp môn để mà giúp chúng sinh. Do đó trong kinh nói rằng cái vị trưởng giả này rất là giàu có, của cải bãi báo, chứa đầy các kho đụng. Tất nhiên nói là Đức Như Lai có vô lượng pháp môn tu,
sẵn sàng ban bố cho chúng sinh. Tuy nhiên, chúng sinh thì nhiều kiếp trôi lăn trong cái đường mà lục đạo luân hồi, do đó căn cơ bị đắm nhiễm, do đó rất là thấp kém. Lòng của những vị này tích nhiễm nhiều thói hư tật xấu, nên không thể dễ mà đạt ngộ được cái chánh pháp của Như Lai. Vì Đức Phật biết rằng tất cả chúng sinh cũng như các vị thánh tăng A-la-hán, cái tâm cơ vẫn còn nhỏ bé, do đó Đức Phật tùy duyên mà các Đức Phật nói ba thừa, tất nhiên là Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Đại thừa. Ngày hôm nay thì tất cả các chư A-la-hán đã hiểu được cái bổn nguyện của một cái người tu, có nghĩa là người tu không thể sau khi phá được cái ngã chấp, tất nhiên là quý vị chứng vào ở trong cảnh giới nhân không. Từ cái cảnh giới nhân không này, quý vị sẽ an lạc được ở trong cái một niệm thanh tịnh. Đây là cảnh giới của những vị mà đã tu để làm cho cái lục căn nó thanh tịnh. Mà khi lục căn thanh tịnh, tất nhiên là tương ứng với quả A-la-hán. Tuy nhiên cái sự thanh tịnh này nó chỉ là sự hóa thành, nó chưa phải là bảo sở của Như Lai. Do đó nếu mà quý vị muốn tu mà đi đến cái sự an nhiên, tịch tịnh, vĩnh cửu, thì quý vị phải đến cái quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là quả đạo Như Lai. Hay nói đúng hơn, đó là pháp nhất thừa của Như Lai. Các chư Phật ở mười phương, các ngài đều nói pháp nhất thừa. Nhưng vì mà căn tánh của các chúng sinh ở tại cái cõi đời ngũ trược ác thế này, mà Đức Thế Tôn ngài mới phân cái nhất thừa thành ba thừa. Bởi vì nếu mà nói nhất thừa thì chắc chắn rằng không có chúng sinh nào chịu tu. Bởi vì nghe đến mà trải thân qua vô lượng kiếp, rồi trải thân ở mười phương thế giới, tu cho viên tròn cái lục độ vạn hạnh, thì thầy bảo đảm rằng với những chúng sinh mà căn cơ hạ liệt, quý vị đó sẽ không tu. Nhưng mà nói những phương pháp mà trong một đời có thể chứng thì quý vị đã tu. Do đó Đức Phật tùy duyên mà độ sinh. Quý vị nói về cái pháp tiểu thừa thanh văn, mà pháp tiểu thừa thanh văn là pháp dễ tu. Một người mà vào trong cái đạo Phật mà tu trong một kiếp này, quý vị sẽ chứng được đạo quả A-la-hán rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà nói rằng quý vị chứng được vô thượng bồ đề thì điều đó chưa có thể bảo đảm. Bởi vì vô thượng bồ đề là quý vị còn phải phân thân ở mười phương thế giới, thị hiện cái thân của mình để mà độ tận tất cả mọi chúng sinh, thì sau đó mới đạt được cái nhất thừa Như Lai. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần giáo kinh kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa Thế Tôn, bây giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha để đứng lại bên cửa, sao thấy cha ngồi giường sư tử, ghế bấu đỡ chân các hàng bà la môn, sát đế lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh. Tôi thương ông đó dùng chuỗi ngọc trân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại dương tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màu bẩu che trên những phan đẹp thọng xuống, nước thơm rưới đất rải các thứ dân hoa, các vật bẩu trưng bày phát ra thâu vào lấy cho vân vân, có các sự nghiệm xuất giường ấy quy đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn liền sinh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, chẳng bằng ta qua bên xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức để được đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức ngạc ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi
liền chạy mau đi thẳng. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, gã cùng tử khi thấy ngài trưởng giả quá giàu, có nhiều người hầu hạ cung kính vây quanh, thì trong lòng rất là sợ sệt và hối hận đã đến nơi chốn này. Cái đoạn kinh này cho biết rằng chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp đã bị cái ngũ dục của thế gian làm cho mê lầm, nên mất hết những công đức trang nghiêm cho bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng cái công đức trang nghiêm cho bản tâm tức là cái công đức mà thanh tịnh. Do đó cái người mà bị ngũ dục thế gian mà nó nằm ở trong tâm mình, do đó mình chưa có một cái giây phút nào mình sống lại với cái bản tâm của mình, có nghĩa là sống lại với cái sự thanh tịnh của mình, thì cái công đức đó nó không có trong tâm, tất nhiên là mình đang bị cái tâm vô minh chi phối. Cái sự vô minh đây chính là cái sự nghèo hèn của bản tâm. Cái bản tâm này nó rất là nhu nhược, nó bị tất cả những phiền não trần gian trói buộc. Do đó ngày hôm nay cái bản tâm này nó thể hiện qua cái ngài, qua cái người cùng tử. Nên khi mà gặp cái Phật pháp vi diệu thì tự nhiên đem cái lòng sợ sệt. Bởi vì cái người mà đã trôi lăn nhiều kiếp trong cái sinh tử luân hồi, khi mà nghe đến một cái pháp bảo nó cao siêu thì tự nhiên rất là sợ sệt, trong tâm nó không có ưa vui, tại vì nghĩ rằng pháp bảo này nó cao quá, mình khó mà có thể đạt được. Vì thế mà họ cứ nhắm mắt và đưa chân để cho mặc cho cái bánh xe sanh tử nó nghiền nát cái thân tâm của mình. Cái điều này rất là tội nghiệp. Qua cái bản kinh này quý vị đã thấy rằng chúng sinh tội nghiệp vô cùng, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn ở trong cái cuộc đời này, mất đi cái bản tâm thanh tịnh. Ngày hôm nay khi mà hiểu được cái pháp chân chánh của Như Lai, tất nhiên là đến được cái thành của Như Lai, thì thấy những cái châu báu, những cái sự hầu hạ, những cái công đức của vị trưởng giả tức là Đức Như Lai đó, thì đâm ra sợ sệt. Đây là cái điều mà nó rất là tự nhiên đối với một chúng sinh. Cũng như quý vị bây giờ là thường dân, nhưng mà có dịp nào đó quý vị được một cái dịp để lên hầu vua, thì thầy bảo đảm rằng ngày hôm đó, có thể là tối đêm đó, tâm quý vị mất ăn mất ngủ, quý vị không biết rằng ngày mai mình hầu vua mình sẽ được vua khen, hay là cái hành động của mình làm cho vua không thích. Thì cũng như vậy, cái người phàm phu trôi lăn ở trong cái vua ngũ dục thế gian lâu rồi, thì những cái tập nhiễm của thối hư tật xấu nó đầy đủ. Do đó khi mà nghe Đức Phật mà nói về cái chánh pháp, cái chân cái thiện đó, thì quý vị này thấy như là xa vời, nghĩ rằng mình không có bao giờ bắt tới hết. Do đó cái tâm sợ sệt giống như là cái người thường dân mà được lên hầu cái đức vua. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần giáo kinh kế tiếp. A Di Đà Phật. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giáo phó rồi. Ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, nay bỗng nó tự đến, rất vừa chỗ muốn của ta. Ta tuy tuổi già còn vẫn tham tiếc. Ông liền sai người hầu cần đuổi gấp theo bắt lại. Lúc ấy kẻ sứ giả chạy mau qua bắt, gã cùng tử khinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không hề xúc phạm, cớ sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt nó càng gấp, cường nhắc đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ, không tội chi mà bị bắt, bất đớ đây là chắc định phải chết, lại càng sợ sệt, miệng ngất gà xuống đất. Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cử đem đến,
để nước lạnh rửa mặt, cho nó tỉnh lại. Đừng nói chi với nó. Vì sao? Cái biết con mình, ý chí hà liệt, tự biết mình giàu sang, làm cho con khiếp sợ. Biết chắc là con rồi, mà dùng phương tiện, chẳng nói với người khác, biết là con mình. Kẻ sứ giả, nói với cùng tử, này, ta thả ngươi đi, đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng, được điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy, qua đến xóm nghèo, để tìm cầu sự ăn mặc. Bây giờ ông trưởng giả, toan muốn dụ dẫn người con, mà bày chức phương tiện, mật xa hai người, hình sắc tùy triệu, không có oai đức, hai người nên qua xóm kia, từ từ nói với gã cùng tử, nơi đây có chỗ làm, trả giá gấp bội. Gã cùng tử, nếu chịu, thời dắt về đây, kiếm làm. Nếu nó có hỏi, muốn sai làm gì, thì nên nói với nó rằng, thôi người Húc Vân, chúng ta, hai người, cũng cùng ngươi, cùng nhau làm. Khi đó hai người xứ liền tiền gã cùng tử, rồi thực, đủ việc như trên. Bây giờ gã cùng tử, trước hỏi, lấy giá cả liền, đến Húc Vân, người cha thấy con, thương xót và quái lạ. Là một ngày khác, ông ở trong cửa sổ, xa thấy, con ốm o, tiều tụy. Phân đất bụi bặm, dơ giấy không sạch, ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt miệng vàng, cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách, rỉn dơ, bụi đất, lấm thân, tay mặt cầm, đồ Húc Vân, bộ dạng đáng, để sợ. Bảo những người đang làm rằng, các ngươi phải siêng năng, làm việc, chớ nên lười nghỉ. Dùng phương tiện đó, được đứng gần người con. Lúc sau lại bảo người con rằng, gã nam tử này, ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng, như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, ngươi cứ nghĩ ngài. Cũng có kẻ tới già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho, nên phải ăn lòng. Ta như cha của ngươi, chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không có lòng, dối khi trời nại giận hờn, nói lời thoáng trách. Đều không thấy ngươi có các điều xấu, đó như người khác làm, công khác, từ ngày nay, dẫn đến sau, như con đẻ của ta, tức thời ông trưởng giả, đặt tên cho cùng tự đó là con. Khi đó gã cùng tử, dầu mừng việc tình cờ, đó xong, vẫn cần tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó, mà trong 20 năm, thường sai Húc Vân, sau đó, lòng gã mới lần, thể tin ra, và không ngại sợ, những chỗ gã ở, cũng vẫn nguyên chỗ cũ. A Di Đà Phật, kính xin thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy các đức thánh giả A-La-Hán tự thí dụ mình là cái gã cùng tử. Một vị A-La-Hán mà còn thí dụ mình là cùng tử, tất nhiên là các ngài vẫn còn cái tâm vô minh. Như vậy thì phàm phu của chúng mình có dám tự đắc hay không? A-Di-Đà Phật. Do đó khi mà tu thì thầy mong rằng tất cả đại chúng phát cái tính tâm tính lực tu hành chân chánh, thì trên được Thiên Long Bát Bộ Thiên Thần gia hộ, và trong tâm của mình do cái công đức hành thiền và tu học của mình mà lần lần nó nảy sinh ra cái sự thanh tịnh, thì tất nhiên mình sẽ có phước báo.
Trên đường tu không phải là lấy tất cả kinh sách Phật và mình đọc hết tất cả kinh sách Phật, hiểu được cái tri kiến của trong cái kinh sách là mình nghĩ rằng mình được đầy đủ. Thật sự quý vị đọc kinh mà quý vị hiểu như vậy thì thầy gọi quý vị là một cái vị học giả, chứ không họ gọi là một cái vị mà giác ngộ. Bởi vì giác ngộ là quý vị phải phá cho tan cái tham, sân và si. Quý vị không phá tan được cái tham, sân, si thì dầu cho quý vị tu muôn kiếp, quý vị vẫn nằm ở trong cái gã cùng tử, là cái người bị vô minh, không có bao giờ thoát được cái lưới vô minh. Đức Như Lai ngài đã từ bi, ngài có rất nhiều vô lượng pháp môn tu để mà đưa người từ sự bần cùng của sự vô minh đến cái chân tâm thanh tịnh, cứu cánh niết bàn. Nhưng mà ngài biết rằng chúng sinh căn cơ rất là hạ liệt, do đó nếu mà ngài đem cái đạo nhất thừa chứng đến cái sự mà cứu cánh an vui của niết bàn thì chắc chắn rằng chúng sinh sẽ từ khước, bởi vì con đường quá dài, chúng sinh đi không nổi. Vì biết được cái tâm ý hạ liệt của chúng sinh nên Đức Thế Tôn ngài phải hòa quang mà hỗn tục, tùy tục để mà dẫn dắt chúng sinh. Nếu mà ngài từ ở trên cung trời đấu sức, từ một cái vị đại Bồ Tát thiện huệ mà ngài thể hiện xuống ở thế gian này qua hình, qua đức tướng của một cái vị Bồ Tát và ngài thành Phật, thì thầy bảo đảm với tất cả quý đại chúng không ai tu nổi hết. Tại vì quý vị sẽ nói rằng ngài là một vị đại Bồ Tát, do đó ngài tu thành Phật, còn chúng ta là phàm nhân tu không thành Phật. Chính vì biết cái tâm ý hạ liệt này mà Đức Từ Tôn từ cung trời đâu sức ngài phải giáng hạ vào ở trong nhân gian, hành xử giống như người nhân gian, vẫn có vợ có con, và sau đó lìa vợ lìa con, lìa tất cả cung phi mỹ nữ, lìa cái tình thương của phụ hoàng để mà ngài xuất gia cầu học. Như vậy thì quý vị nhìn cái đoạn văn này, quý vị thấy rằng cái người trưởng giả mặc áo dơ cầm phân để mà cùng với vị cùng tử này để làm công việc thì y hệt như Đức Như Lai. Ngài cũng thị hiện xuống thế gian này qua một cái người bình thường để chi? Để mà cho tất cả chúng sinh có cái sự gần gũi cúng dường. Do sự gần gũi cúng dường mới thấy được cái công đức của ngài, mới có thể mà học tập theo. Như vậy thì quý vị thấy lòng từ bi của Đức Như Lai vô lượng vô biên, sự bình đẳng của ngài ban đến cho mọi chúng sinh đầy đủ những phước báo vi diệu. Tuy nhiên vì chúng sinh trôi lăn nhiều kiếp, do đó cái sự vô minh rất là nhiều, nó che đậy đi cái bản tánh chân thật, cái Phật tánh của chính mình. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật đã cho tất cả mọi người biết ai cũng có Phật tánh và ai cũng có thể đắc đạo. Nhưng vì chính mình thấy cái pháp cao siêu của Đức Phật, mình nghĩ rằng mình đạt không được. Quý vị đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đức Phật ngài đã nói như sau: ta là Phật đã thành và tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy mà thầy biết rằng mình không có phát tâm Bồ đề thì thôi. Nếu quý vị đã phát tâm Bồ đề, đã trồng cái chủng tử Bồ đề vào ở trong Phật pháp thì con đường giải thoát của quý vị nó sẽ đến đối với quý vị. Bởi vì cái chân lý vũ trụ là nhân và quả. Nhân nào thì quả đó. Chỉ trừ những cái người mà mình chỉ nói bằng cái ngôn ngữ, nói bằng miệng mà cái hành động mình không tương xứng với những cái chân pháp của Đức Phật. Qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng Đức Phật thương chúng sinh ở mười phương. Ngài thương giống như là một cái người con đẻ, ngài phải thị hiện vào thế gian này. Ngài cũng phải mang cái tấm thân tứ đại, đất nước lửa gió, ngài vẫn phải bị những cái tứ khổ nó chi phối, đó là sanh lão bệnh tử. Vì vậy mà Đức Như Lai đã nhập vào trong thế giới này và ngài đã thành đạo để mà ngài thể hiện cho tất cả chúng sinh noi theo cái gương của ngài. Thì không có lý do gì ngày hôm nay mình đã hiểu được chân thật của cái pháp Phật mà mình lại để bỏ dở con đường tu, nó rất là uổng.
qua cái câu chuyện của đoạn kinh này, quý vị thấy tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật nếu mình chịu tu và chịu nghĩa là hành thì quý vị sẽ thành đạo. Quý vị trong kiếp này nếu mà quý vị tu mà quý vị không có thành được cái quả đạo chánh đẳng chánh giác Như Lai thì quý vị cũng đã gieo một cái chủng tử, một cái chủng tử nhân lành nó vào ở trong cái tàn a lại gia thức của quý vị. Và chủng tử này nó sẽ lần hồi, nó theo thời gian, nó nở ở cái hoa vô u. Thành ra quý vị đừng sợ rằng mình không thành Phật, mà quý vị phải phát nguyện, phải tín lực đầy đủ, thì Thầy nói rằng trước hay sau tất cả quý vị đều thành Phật. Rồi, mô Phật, Thầy mời Chánh Minh lên đọc cái những đoạn văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thế Tôn, bây giờ chuyện giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tự rằng ta nay rất nhiều vàng bạc, chân báu, kho đồn tràn đầy, trong đó có nhiều ít chỗ đáng xài. Dùng ngươi phải biết hết đó, lòng ta như thế. Ngươi nên thể theo ý ta, vì sao nay ta cùng ngươi, bèn là không khác, nên gắng dụng tâm, chớ để sơ mất. Khi ấy, cùng tự liền, nhận lời bảo lãnh. Biết các của vật vàng bạc, tinh báu và các kho tàng, mà chọn không ý, mong lấy. Của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở, vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt, cũng chưa được bỏ. Lại trải qua, ít lần sau, cha mấy biết ý chí con lần đã thông thái chọn nên chí lớn tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hỏi cả thân tộc quốc vương quan đại thần dòng sát lời hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tuyên bố rằng các ngài nên rõ người này là con ta, của ta sanh ra, ngày trước trong thành đò, bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở, hơn 50 năm, nó vốn tên ấy, con ta tên ấy, xưa nay ở tại thành, ngày lòng lo lắng, tìm kiếm, bỗng ở nơi đây, gặp được nó, nó thật là con ta thật là cha nó, nay ta, có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta đó. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn, khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế liền rất vui mừng, được điều chưa từng có, và nghĩ rằng ta vốn không có lòng cầu mong ngay kho tàng bố này tự nhiên mà đến. Đây là Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghĩ tất cả đại chúng mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến cái đoạn kinh này, thầy nghĩ rằng tất cả đại chúng sẽ rất là an vui và hớn hở. Bởi vì trong cái phần kinh này, quý vị thấy rằng Đức Phật trao tất cả những cái của báo lại cho chúng sinh. Có nghĩa là Đức Phật thọ ký cho tất cả mọi chúng sinh đều có thể thành Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái điều này là tại vì đầu tiên là thấy rằng cái căn của chúng sinh hạ liệt, do đó Đức Phật mới từ cái nhất thừa mà Ngài phân làm ba thừa. Và sau khi mà thấy chúng sinh đã có thể đảm nhận được cái nhất thừa thì Ngài trao lại tất cả những châu báu để mà cho quý vị làm tài sản. Có nghĩa là những cái pháp của Đức Phật Ngài đã chứng như vậy, đã đắc như vậy, Ngài đã giao lợi cho tất cả mọi chúng sinh để cho chúng sinh cũng đắc được quả Phật giống như Ngài. Cái đoạn này nếu mà quý vị đọc cho kỹ thì đây là một cái sự ấn chứng, một cái sự thọ ký của Đức Phật cho tất cả mọi chúng sinh, và quý vị sẽ đạt được cái quả Phật như là Đức Phật, không có gì khác. Bởi vì trong cái đoạn kinh này, Đức Phật thấy chúng sinh căn tánh rất là hạ liệt, Đức Thế Tôn không thể đem một cái nhất thừa của vô thượng chánh đẳng chánh giác
Do đó Ngài dùng cái phương tiện tam thừa để mà hướng dẫn chúng sinh. Và khi mà chúng sinh đã đảm nhận, đã có thể nắm bắt được cái phương tiện tam thừa này rồi, chứng được cái tam thừa này rồi, thì chúng sinh sẽ có sự tỉnh giác và sau đó sẽ bắt đầu tu vào cái đạo hạnh là vô thượng bồ đề. Quý vị nên nhớ rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái quyển kinh mà rất là lâu xa, gần 45 năm mà khi mà Ngài hành đạo, Ngài mới bắt đầu Ngài giảng về cái phẩm kinh này. Là tại vì sao? Là tại vì lúc mà Ngài thành đạo, Ngài biết rằng tất cả chúng sinh, cái căn tánh không thể nào nhận được cái pháp nhất thừa. Do đó mà Ngài không thể nào Ngài diễn đạt được cái pháp nhất thừa. Đợi khi 45 năm trên con đường hoằng pháp, Ngài thấy rằng căn tánh của tất cả các bậc thánh tiểu thừa cũng như là chúng sinh đã có thể đảm nhận được, thì Ngài mới bắt đầu Ngài diễn thuyết cái pháp này. Như vậy thì trong đoạn kinh này, Đức Phật đã trao tất cả vô lượng pháp môn, và trong cái pháp môn đó, nhất thừa là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa có nghĩa là đưa tất cả mọi chúng sinh chứng đến cái sự an lạc và cái sự mà tịch tịnh an vui vĩnh cửu, chứ không phải là cái sự giả tạm giống như các chư A-la-hán đã chứng vào trong cái địa vị là vô dư niết bàn. Quý vị nên nhớ một vị A-la-hán khi mà các ngài còn sống ở thế gian này, các ngài mặc dầu mang cái thân phàm phu, nhưng mà các tâm của các ngài đã tịch tịnh rồi, do đó các ngài sống ở trong cái cảnh giới tịch tịnh này gọi là hữu dư niết bàn. Và khi các ngài bỏ xác thân này thì các ngài sẽ nhập vào trong cái vô dư niết bàn. A Di Đà Phật. Cái phần này thì quý vị thấy rằng đây là một phẩm kinh mà Đức Phật đã trao đến tất cả mọi chúng sinh và thọ ký đến tất cả mọi chúng sinh về cái con đường nhất thừa, và mọi người đều có thể thành đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thế Tôn, ông Phú Trường Dạ, đó là Đức Như Lai. Còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói, chúng con là con, thưa Thế Tôn. Chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử, chịu các sự đau đớn, mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày đây Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phần dơ, các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó, xuyên gắn tinh tấn, được đến Niết Bàn. Cái giá một ngày đã được đầy rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn nên chỗ được rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng chi kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật được giá biết, được giá Niết Bàn một ngày, cho là được nhiều rồi. Đối pháp đại thừa này không có chí cầu chúng con lại, nhưng chí huệ của Phật, vì các Bồ Tát mà chỉ bày diện nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuần theo chúng con mà nói pháp? Chúng con không tự biết, thật là Phật tử. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật, không có lẫn tiếc.
Vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi Pháp Tiểu Thừa? Nếu chúng con có tâm ham Đại Thừa thì Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham Pháp Tiểu Thừa, nhưng Đức Phật thực dùng Đại Thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báu lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên không của Phật đều đã được đó. Bây giờ Maha Kajip muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn văn này thì đại chúng thấy rằng các vị thánh tăng đã dùng cái thí dụ này để nói lên cái lòng từ bi bình đẳng của Đức Như Lai. Trong vô lượng kiếp số vì chúng sinh, trong đó có các chư A La Hán mà hiện thân nơi cảnh ngũ trược để dạy dỗ. Ôi công đức này của Đức Từ Phụ nó thật là bao la và rộng lớn, hơn núi Tu Di và biển cả sâu rộng. Chỉ vì cái tình yêu thương chúng sinh, muốn cứu khổ và ban vui, Ngài đã thị hiện nơi cõi nhân gian này để dạy chúng qua lời khai thị đầy từ bi. Quý vị nên nhớ rằng Đức Phật đã nói lời này trên cái Tam Thiên Đại Thiên này, chưa một nơi nào mà thân ta không trải qua. Quý vị thấy Đức Phật tuyên bố cái điều đó. Cái lời này chứng tỏ rằng từ lúc mà làm đạo hạnh Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, Ngài đã trải thân vô lượng vô số kiếp, và trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này chưa có mảnh đất nào mà nó không có xương cốt của Ngài. Như vậy thì quý vị thấy cái sự yêu thương của Đức Từ Phụ đối chúng sinh nó rất là rộng lớn, vô vàn. Và trong cái đoạn kinh này, một cái điều rất vui mừng là các vị thánh tiểu thừa đã hồi tâm mà tu đạo Nhất Thừa. Còn bây giờ tất cả những vị thánh đó đã hồi tâm tu tiểu thừa, bây giờ thầy và đại chúng phải làm sao đây? Thì bây giờ thầy cùng đại chúng cũng phải vậy, phải phát cái bồ đề tâm và phải tin tưởng rằng ở bản tâm của mình có thể thành Phật, và tinh tấn dũng mãnh. Trước hết là vì tha nhân mà hành đạo Như Lai, mình phải ban đến cái tình gian này ít lắm là cái nụ cười từ bi và trí tuệ. Do đó trong cái phần kinh này quý vị thấy Đức Phật đã thương yêu chúng sinh như vậy. Và khi mà mình đã gặp nhau ở trên cái thế gian này, cũng như thầy cùng tất cả quý vị trong room, là có một nhân duyên rất lớn. Do đó mình hãy đem cái sự yêu thương với nhau, mình phải hòa tàn nhã với nhau trong cái ngôn ngữ. Để chi? Để mình cùng nhau ngồi một cái con thuyền bát nhã, để mình trở về cái bản quốc của chính mình. Có như vậy thì mình mới có thể xứng danh là một người Phật tử. Có như vậy mình mới trả hết được ân đức của các chư Phật mà Ngài đã từ bi ban phát cho tất cả muôn loài chúng sinh. Qua cái câu chuyện tính giải mà các chư A-la-hán thí dụ các ngài là cùng tử, thì quý vị biết rằng một vị A-la-hán mà còn nói mình là cùng tử thì các ngài khiêm nhường đến cái bực nào. Như vậy thì chúng sinh phàm tình như chúng ta phải làm sao? Mình phải càng khiêm cung đối với tất cả mọi người, có sự kính trọng, yêu thương trong cái tình giải thoát. Có như vậy thì con thuyền bát nhã của thế gian này nó sẽ rộng lớn, nó sẽ dung chứa nhiều người, và chính mình được cái sự lợi lạc, và cho tất cả mọi chúng sinh cũng được sự lợi lạc như vậy.